các bạn. Những vườn cây ở thôn quê. Tại Bỉ Nội. Vườn cây cảnh. Dạng ngáng ở cổng vào, dạng ngáng chim chán quá. Cái con gì đây, cái con... Hồn quê của anh Phi. Tại Bỉ Nội. Lúc nát để dạng ngáng ở cổng mà toán khách tí. Kiểu như mời anh chơi thì chết. Rất nhiều tác phẩm đẹp. Bây giờ chúng ta xem vài cây tiêu biểu trong khu vườn. Ngay bên cạnh rồi. Bán rồi. Một tác phẩm rất là điệu đà. Hình như là mẫu tử. Với ánh sáng của mặt trời. Cây này thì gọi là mẫu tử được không anh Sinh ơi? Và với dáng thân rất yếu điệu của người mẹ đã che chở cho người con, đã tạo thành một cây mẫu tử. Một tác phẩm mẫu tử rất đẹp. Chỉ thôi là lại kê một ông đường tập quyền ở phía dưới, có lẽ không phù hợp với cây này. Tiếp tục tác phẩm to, sừng sững ở phía giữa. Cũng là một trong tác phẩm trậu tràn trậu. Đi là cây đẳng cấp lắm. Trời, một tác phẩm nhỏ lắm. Ô, cái tác phẩm này sao quen đấy nhỉ bạn ơi? Hình như là mua ở trên Cao Thượng quả. Của anh gì nhỉ? Của Khoa, đúng rồi. Tôi đã quay tác phẩm này. Bao nhiêu tiền? Gần 50 triệu. Gần 50 triệu hả? Ừ, tôi nhìn tác phẩm tôi đã nghĩ là tôi đã quay rồi. Đó chính là tác phẩm của anh Khoa ở Cao Thượng. Anh ấy nói là mua gần 50 triệu. Một tác phẩm rất xinh sáng, dáng là. Xanh này thì nó là xanh hạt, chứ bây giờ gọi như thế. Xanh hạt thì người ta giao nhà. Xanh hạt thì vẫn có thể là làm liền nó lai tạo. Chứ nói giờ xanh quê không là không đúng. Nó là cây xanh hạt. Phải không anh Quyền? Đánh giá cho nó đúng. Tác phẩm bên rất luồn lực. Tác phẩm này tác phẩm đẹp này. Tác phẩm này. Con này độ mấy chục? Theo anh. Con này làm việc xin đòi 300. Đẹp quá. Tiền trăm nhưng mà 350 thì đó. Cao. Với tẻ thì là đơn giản. Không. Cao lắm. 350 là cao. Đây là do các khán giả đề xuất. Đấy là Facebook, còn trên kênh YouTube là Vinh Nguyễn. Cũng Vinh Nguyễn. Hai người có tên trên có hai cái cây ở trên hai cái cục đá phong thủy to to đâu. Cái nhà cũng ở đây là giống ngay rồi. Ta đòi mà người ta đòi rồi. Nói thì lâu rồi nhưng mà bằng một góc này đủ về đây thôi. Ít cây. Bằng vào vườn nhà cây. Hình như là cái cây đấy rất sớm nhưng mà ánh nắng mặt trời đã chói lòa. Tự nhiên lại bị tắt bởi đám mây, có nghĩa là trời có hiện tượng mưa.
Một cây giang cổ rất đẹp. Có lẽ tán trên cũng rất to. Bên cạnh những tác phẩm cũng tương đối, những tác phẩm ở đây cũng rất đẹp, đúng là những vườn tương đối đẳng cấp ở khu vực thuộc Tân Yên. Đi với tôi là câu lạc bộ cây cảnh người Đà Hoàng. Và bên cạnh là một tác phẩm thôi, cũng rất đẹp, có tiền. Ánh sáng đã giảm rất lớn, làm độ quay đã bị đục đi, nhưng dù sao các bạn vẫn có thể quan sát được một số tác phẩm của vườn Anh Phi. Và đây là một tác phẩm tranh đã đi câu lạc bộ cây cảnh trưng bày, đã đi triển lãm, một tác phẩm rất đẹp, tranh nghệ thuật. Cây ở trong này nó lên từ giờ, như giờ 200.000 có 48 tiếng đồng hồ, lên 8 triệu mấy thì biết rồi. Đơn sơ. Nhưng mà cứ để yên thì nó kiếm bán 45 triệu. Kiểu như là cây của bản chú bản thôi, cây của ông Thành. Có rất nhiều thành viên tiêu rồi, nhưng vì ánh sáng không đảm bảo lên tới đó không quay được. Chứ còn cái việc mà nó bán rồi cho người ta nó như nào đó thì cần không mà bán, người ta phải lên được thì mới là quý, chứ bán mà tù đi thì. Thế còn thì còn cái con sau này của. Còn đấy trước cháu mua của nhà anh bạn nhà từ năm 2001 rồi, nó về nó làm vào năm 2005. Cái nào hàng công nghiệp? Cây nào? Cây này mày nói công nghiệp thế nào? Cái dễ công nghiệp nó khác. Ừ. Nói chuyện là nếu cây này phải tuấn là nó bảo thế. Đấy thì cây chắc nhìn không được cây nào. Úi giời.